có những quyết định quan trọng sẽ góp phần lớn tác động đến việc bạn là ai, bạn sẽ trở thành người như thế nào, bạn sẽ mơ những giấc mơ ra sao. Điều quan trọng là hãy cân nhắc thật kỹ và đưa ra một sự lựa chọn đúng. Tại Đại học Đại Nam, chúng tôi không chỉ tôn trọng mong muốn của bạn mà còn sẵn sàng đồng hành cùng bạn trên hành trình đó. Bạn mơ ước trở thành bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng trong tương lai. Bạn khao khát dùng kiến thức và tình yêu của mình để đem tới những giá trị tốt hơn cho cộng đồng, để cải thiện sức khỏe cho mọi người, để đem đến cơ hội sống thứ hai cho những người đang gặp khó khăn. Khoa y, dược, điều dưỡng sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Bạn đam mê những con số, bạn muốn học cách hoạch định chiến lược cho tương lai của mình. Bạn cần trang bị những kiến thức tài chính cần thiết cho con đường phía trước. Khối ngành kinh tế của Đại Nam với các khoa hot nhất cùng đội ngũ giảng viên đáng tin cậy chắc chắn sẽ giúp bạn đạt được mong muốn. Còn nếu như bạn dành tình yêu đặc biệt cho khoa học, xã hội và con người, bạn yêu thích ngôn ngữ và muốn phá vỡ giới hạn của bản thân, bạn muốn mở rộng vùng an toàn của mình để khám phá thêm nhiều ngành nghề thú vị, khối ngành khoa học, xã hội và nhân văn với rất nhiều sự lựa chọn phong phú sẽ đáp ứng mọi mong muốn của bạn. Tất cả các khoa, ngành đào tạo của Đại học Đại Nam đều được chỉ dẫn bởi các chuyên gia, giáo sư đầu ngành cùng trang thiết bị học tập hiện đại tiên tiến nhất, bởi chính Đại Nam cũng không ngừng vận động trong dòng chảy thời gian. Đừng để tương lai mơ hồ và quá nhiều sự lựa chọn khiến bạn hoang mang. Hãy lắng nghe bản thân mình để đưa ra quyết định ngay hôm nay. Chúng tôi tin tưởng ở bạn và sẵn sàng cùng bạn bắt đầu hành trình bất cứ lúc nào.